lịch này khó lâu lắm. Hi, chào các bạn, mình là Dũng, chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình hôm nay. Thì video tiếp theo của mình hôm nay mình có một ý tưởng mới, đó là bọn mình sẽ có một ý tưởng là đập hộp, đập đúng hộp để tồn tại các bạn nhé. Thì bọn mình sẽ đập dùng trong cái hộp, xong bọn mình sẽ cho những cái tương cà, tương ớt này, đấy, rất, nói chung rất nhiều thứ vào trong cái hộp này bọn mình sẽ đập. Thì video của mình như thế nào thì các bạn nhớ đón xem video của bọn mình nhé. Thì là bọn mình bây giờ nói nó cũng rất khó hiểu, thì bây giờ bọn mình vào chơi luôn nhé các bạn nhé. Hoàng Si, cho mày mở trước đập đi. Chưa. Đập nhanh nhá. Đập nhanh bạn nhá. Đập nhanh lên nhẹ vô. Đây. Mẹ cái lật này khó lâu lắm. Cái gì? Vỡ rồi này. Đó, chắc đập quá hơi là chưa tí bia lên đồ có khác đi. Thôi không sao, bia đập vỡ là được, bia lên anh, bia lên anh nhá. Với máy trượt rồi đúng không? Bia lên anh. Nhanh mà. Nhanh nữa lên. Mày đập mạnh mà chứ. Mày đập hẳn tay vào nhà em mà. Mày đập hẳn tay vào. Đó. Bia lên lại lần tiếng nhá. Bây giờ đập phải đập như này nhá. Bây giờ đập như này nhá. Đập như này thua luôn. Không được dơ cao nữa, phải đập như này đập trực tiếp luôn. Bây giờ đập mạnh luôn nhá. Phải như này chứ. Em mới dập được cái hộp ra phải đập ngay. Phải như này em mới dập được cái hộp ra. Mày dập nào thôi. Anh phải như này, không anh để đây vướng không dập được. Dập được. Đánh như này. Được rồi. Dơ cao thế. Chưa. Quả đấy tí mà. Thôi thua rồi nha. Bây giờ sẽ đổ sang, bây giờ chưa sang tương ớt nhỉ. Tương ớt, tiến đổ tương ớt đi. Rồi. Thấy chưa? Bây giờ bắt đầu chơi tương ớt nhá. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ anh rút đây. Bây giờ anh rút hộp nhá. Ừ. Rồi, đập đi. Ai rút hộp mà chả được. Anh cứ làm khó, anh cứ làm dễ đi. Nhanh thẳng tay lên. Rồi. Chơi đấy lại. Mày cứ chơi đi. Ây. Mày phải đập thẳng ra ngoài chứ. Đây. Bên mày phải đập thẳng ra ngoài. Trứng không sao đập. Rồi. Đó bên đất mày. Đập đi. Đây được rồi, dơ cao. Như này ta thu luôn. Thôi nhiều. Đây dơ cao hay gì? chưa đập ngoài được rồi, chưa. Tiến thua luôn. Không, chơi tiếp bây giờ ai ai đập thì phải đổi sang cái khác. Thu luôn. Quên, để rồi. Đấy, anh đập ngay cái không? Đưa tay đây. Đưa tay đây. Đấy. Ôi, cay thế. Mới ớt với trứng. Vừa ớt. Thơm đấy. Trời. Thơm không? Da toàn mùi tương ớt đi. Da toàn mùi tương ớt đi. Chợp thế. Bìa chuyển sang cái khác nhé. Bìa đi rửa tay đã, bìa chuyển sang cái khác nhé. Bìa chơi, bắt đầu chơi tương ớt. Ui dồi. Sao? Được chưa? Bìa chia sẻ trang chơi tương bẩn. Úi giời. Thấy chưa? Sướng nhá. Bây giờ lần anh nhá, anh thua thì anh ấy trước nhá. Ừ. Thấy chưa? Đấy, bây giờ mình bắt đầu chơi nhá. Bây giờ anh thua anh ấy trước nhá. Ừ. Thấy chưa? Đưa thẳng tay lên như này đấy. Rồi. Anh đừng có như này. Đấy.
vướng tay anh làm sao dám mạnh được. Anh cứ để như này. Đấy mà. Đấy. Mạnh ông cứ để như này sao đập nhá. Đây. Đấy. Được rồi, đây. Thẳng như này. Đấy. Đấy. Mạnh đập. Chưa nha, chưa nha. Lại anh ấy với hủ rồi. Đấy lại nhá. Lại. Anh lên anh nhá. Mày với mạnh lên xem nào, làm sao mày cái này. Chưa nha. Rồi đi nha. Ờ tí tầm. tí chén. Ờ. À chưa. Chưa. Mày em lỗi lại. Đấy phải có máy. Bắt mắt rồi. Giờ lên anh nhá. Mày rồi. Lỗi lại. Rồi lỗ trở lại. Mẹ ai? Ờ vứt trở đây đi. Trông như vàng vẻ. Đổ thêm. Mẹ mắt mắt ra đi. Cho cá vào ấy. Rồi. Sướng nhá. Lại cho thêm nhá. Đó, đến em. Rồi em lại rồi. Em bị lỗi. Vừa anh bị lỗi. Rồi. Bây giờ lên anh. Mẹ anh đập chậm quá. Bây giờ lên anh nhá. Ừ, rồi. Làm đi. Nhớ đây. Mày làm cái gì vậy? Tuổi. Mình đang dụ lắm. Tuổi. Mình đang dụ lắm. Hai. Cứ mãi câu thời gian cho nó nói chuyện. Từng bằng mình hả? Bằng tương ớt. Kinh à? Ờ. Cho trộn ra cái vào. Kinh ấy. Kiểu. À đấy. Người kinh ấy. Rồi, bây giờ lên anh. Lỗi, quả anh đập tay em. Anh đập ra ngoài nhá. Nếu quả anh đập tay em lại. Cái gì lại đi, mày hất ra ngoài, anh đập ra ngoài đi rồi gì nữa. Lỗi. Bây giờ quả em hơi lỗi. Quả nếu như mà anh vẫn đập ra ngoài, mình thấy anh đập ra ngoài đi à? Nhưng mà anh đập tay em ngoài. Rồi. Anh đập tay em. Thì đập ra ngoài, anh vẫn đập ra ngoài rồi. Bây giờ lên anh. Quả anh đập thẳng rồi. Bắn ngon lắm. Bắn mày tí em bắn hết là người luôn đấy. Tí là chưa hài lắm. Tí là chưa chụp cuối nhỉ. Nhanh mày. Thằng bắn nó làm con kịp kìa. Cái đấy nữa có cái ấy ấy. Đây thì mày. Anh ngồi xa đây. Trời ơi. Tiến đây. Bắn hết mọi người. Bằng quả. Từ từ đưa tay đây. Đó người làm thua thì bị xoa xoa này nhá. Ừ. Thấy chưa? Đây, tí đây. Đấy. Được rồi. Đây, từ từ chưa xong. Ôi thế thôi. Chưa đâu, xong. Chỉ chơi lúc đầu thì chơi thế thôi thì không chơi đổ thêm. Ôi được rồi. Đó, chơi đổ thêm. Giờ ai thua thì phải xoa xoa này nhá. Ừ. Thấy chưa? Xong đổ thêm. Được rồi. Okay. Tí nữa chơi quả phát cuối ấy nhở. Đấy thì bây giờ bọn mình sẽ chơi phát cuối nhá các bạn nhá. Bán này thì bây giờ bọn mình sẽ chơi luôn. Bây giờ trời nó sắp tối rồi thì bọn mình không thể làm mà chơi được nhiều nữa thì bây giờ bọn mình sẽ chuyển sang chơi trùng cuối luôn nha các bạn nhá. Thì trùng cuối nó sẽ là tèn. Các bạn biết đây là gì không? Đấy. Đây là mắm tôm. Đúng rồi. Ôi, cái này mà thằng nào đen tiến này. Thằng nào mà đen thì phải di cái này đấy. Kèo đẹp lắm hết người. Này, tiến này, thằng nào mà đen mà di ấy, thằng nào bây giờ phải thua phải di ấy. Ừ, di xong đổ thêm nữa. Ờ. Thế thôi, chứ thế nào chỉ đổ thế đấy thôi, không cho đổ thêm. Phải đổ thêm, không cho đổ cuối thêm. Đổ thêm.
Trung Quốc không chắc đổ thêm. Mẹ mùi này kinh lắm. Mày cứ đổ hết, mày cứ đổ nhiều ra chơi luôn. Anh chơi, dám chơi không? Chơi dám nhiều chơi luôn. Thêm không? Chơi nhiều dám luôn. Dám chơi đổ thêm không? Cái gì? Dám không? Cô dám không? Không. Cô dám không? Không, mùi kinh lắm. Không dám em vẫn đổ. Thì chơi mày chơi nhiều ra luôn. Bây giờ mày biết đổ nhiều luôn. Ui giời ơi. Sao sao? Đổ. Bây giờ đổ đi. Chưa pha là mùi kinh lắm. Pha là mùi. Đấy bây giờ các bạn biết mình chưa luôn mắm tôm nhá. Đấy. Ui giời, ui giời. Ui giời, ui giời. Ui giời ơi. Ui giời. Ui giời. Chơi hết đống này nhá. Được không? Chơi. Chơi hết đống này nhá. Được. Ok. Bị nạt đâu rồi? Hộp đâu? Hộp. Hay mẹ cho thêm tương cải nữa. Tương cá. Ừ. Ờ được, cho thêm tương ớt. Cho thêm tương ớt. À đây cho thập cẩm tất cả các loại luôn. Thập cẩm. Ok. Thế cho tương ớt mà. Chủng cuối là bao giờ mẹ không làm các bạn thất vọng. Cho tương ớt tương cá. Được. Rồi rồi bông với em ấy. Cái gì nữa không? Đó. Hả? Yến, cần cái gì nữa không? Tương bần. Tương bần này. Tương bần cháy lắm. Thôi đừng, cho đừng. Một tí thôi, một tí. Không cần tương bần cho thôi. Mẹ đại thôi, đem cũng bèo hộp đâu đại đi. Hộp đâu nhỉ? Hộp đâu? Với mày rửa đâu rồi? Bây giờ lên ai đây? Bên em. Bây giờ lên máy đi. À, ừ, được rồi. Anh mẹ trước mấy lần. Ờ được rồi, đi đi. Ngay vẽ đầu tiên. Đen đấy. Đưa tay vào đây. Đây. Đưa tay vào đây. Đây. Để hàm xuống. Đây. Để hàm xuống đấy. Đó, xoa lên mặt. Xoa lên mặt. Đó, nó không chưa đủ thế. Em không biết, em vừa được bảo rồi. Rồi, thôi rồi. Được rồi. Xoa hai tay rửa tay đi. Ngay phát đầu tiên đen nhỉ. Ngay phát đầu tiên. Ngay phát thứ hai luôn. Rồi đây thì sướng. Này. Phát cuối để đây, để tay vào. Để tay vào 40 còn gì. Đây. Nhìn mặt, mùi kinh không? Mùi kinh. Đâu nhìn mặt không mà. Ngay phát đầu tiên đen đi. Ngay phát thứ hai nhỉ, thứ ba. Ngay phát thứ ba. Này, người dính hết đầy. May, người. May, may mà mẹ em chạy nhanh ấy. May em chạy nhanh ấy. Mày ngồi xa còn gì nữa. Đấy. Em chạy nhanh ấy. Đây các bạn thì video trò chơi của mình đến đây kết thúc rồi nha. Các bạn thấy hay nhấn lại xem là cái kênh của mình. Lau hết đi đã. Rồi, đấy đi. Bộ ăn như này. Đây.